Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh á. Có chuyện gì? Làm cho anh hồi hộp quá nha. Em có thai rồi. Cái gì? Em có thai? Vậy là mình có con hả? Trời ăn sao giờ? Em quên là anh sắp lấy Hải Yến sao? Mà làm sao em có thai được? Em xin lỗi, là do em bất cẩn quá. Nhưng mà nó là con của chúng ta, em không nỡ bỏ. Ai nói em bỏ bao giờ? Chỉ là anh bất ngờ quá, chứ anh nói vậy thôi. Nhưng mà anh sắp kết hôn với Hải Yến, sắp về bên nó làm rể, em biết phải làm sao đây? Hay là bây giờ anh về quê với mẹ đi, chuyện trên đây để anh lo. Sau khi lấy Hải Yến xong, anh sẽ tìm cách túm lấy nhanh nhất Hà Giang. Nhưng mà lỡ như anh mềm lòng với cô ta, rồi hai người có con với nhau, rồi con của chúng ta phải làm sao đây? Nó lại phải sống cảnh không cha giống như em sao? Em đã không giữ được ba cho mình rồi, chẳng lẽ bây giờ em lại không giữ được ba cho con của em sao? Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.